Lịch sử phát triển của nhân loại đã chứng kiến sự ra đời và tồn tại của rất nhiều hình thức độc quyền ở nhiều quốc gia khác nhau. Nhật Bản với những đặc trưng về kinh tế và văn hóa cũng đã cho ra đời một hình thức độc quyền mới có tên là Zaibatsu hay còn gọi là tập đoàn tài phiệt. Vai trò và sức ảnh hưởng của những tập đoàn này đến kinh tế, văn hóa, thậm chí là chính trị Nhật Bản là vô cùng to lớn. Trong đó nổi bật là bốn cái tên Sumitomo, Mitsubishi và Yasuda. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về Zaibatsu, tứ đại tài phiệt lớn nhất Nhật Bản. Cách thức hoạt động của Zaibatsu. Zaibatsu là thuật ngữ được sử dụng để chỉ các tổ hợp tài chính, công nghiệp liên kết theo chiều dọc của Nhật Bản, tồn tại trong thời kỳ Duy Tân Minh Trị cho đến sau Thế chiến thứ hai. Đứng đầu Zaibatsu là một gia đình hạt nhân, có vai trò lãnh đạo, mở rộng và kết hợp các gia đình khác cùng tham gia vào hoạt động kinh doanh thương mại, tín dụng, sản xuất. Zaibatsu gần như tách rời quyền sở hữu của người sáng lập và quyền quản lý, tức người tham gia. Họ kiềm chế lẫn nhau, hỗ trợ lẫn nhau để cùng đưa doanh nghiệp gia đình phát triển. Phạm vi hoạt động của Zaibatsu được mở rộng theo hướng đa dạng hóa, tiến tới thao túng thị trường, độc quyền trong một số lĩnh vực. Zaibatsu có sự liên kết chặt chẽ với chính quyền, chi phối chính trị xã hội và là một trong những động lực quan trọng dẫn tới sự thiết lập của chủ nghĩa quân phiệt ở Nhật Bản. Sau Chiến tranh Thế giới thứ hai, trước áp lực đấu tranh của nhân dân, chính phủ Nhật Bản đã giải tán các Zaibatsu. Bản chất của Zaibatsu là cơ sở kinh doanh mang tính chất gia đình. Trung tâm của mỗi Zaibatsu có một công ty mẹ do gia đình sáng lập nắm quyền kiểm soát. Vốn của các công ty mẹ do những thành viên trong gia đình hoặc nhóm gia đình có cùng chung tổ tiên nguồn gốc đóng góp. Công ty mẹ sở hữu số cổ phần lớn trong các công ty cốt lõi, ngân hàng, thương mại và bảo hiểm. Các công ty cốt lõi này lại sở hữu hàng trăm cổ phần trong các công ty sáp nhập, công ty chi nhánh và thấp hơn nữa là các phân nhánh. Cách thức quản lý theo chiều dọc này khiến cho Zaibatsu trở thành một nhóm kiểm soát từ 40 đến 100% vốn của các thành viên chủ yếu của nó. Như vậy, các công ty Zaibatsu trước chiến tranh được tổ chức theo cấu trúc kim tự tháp. Công ty đứng đầu sở hữu bởi gia đình mạnh nhất, kiểm soát những người đứng đầu hoạt động trong nhiều công ty của nhóm, lần lượt kiểm soát các công ty con và các công ty sáp nhập. Công ty đứng đầu được xem là đầu não chỉ huy tối cao, tiến hành kiểm soát chặt chẽ hoạt động của nhóm và các thành viên của công ty phải duy trì mối quan hệ hợp tác gần gũi với các thành viên khác. Cách thức kiểm soát này khiến cho mỗi công ty cốt lõi có thể có ít nhất một hay hai công ty liên kết, hợp tác hoặc chi nhánh, đưa Zaibatsu trở thành tổ hợp rộng lớn các công ty có liên quan với nhau nhưng lại mở rộng trong một loạt các ngành công nghiệp khác nhau. Tính thống lĩnh và chi phối thị trường của Zaibatsu được tăng lên mạnh mẽ. Bên cạnh đó, sự kiểm soát mối quan hệ theo chiều dọc đã tồn tại giữa các công ty mẹ, công ty con, công ty đại diện công ty con trong nhóm Zaibatsu được sắp xếp một cách hợp lý trên cơ sở liên doanh nghiệp kiểm soát xuyên suốt cổ phần sở hữu và sự bổ nhiệm các viên chức của các công ty cao cấp như là giám đốc của các công ty thấp hơn. Sự phân công quản lý này khiến cho mối liên hệ giữa các thành viên của Zaibatsu trở nên chặt chẽ, mang tính hệ thống và đạt hiệu quả cao do có được đội ngũ quản lý có năng lực và là những người đáng tin cậy. Trong quá trình điều hành, các Zaibatsu cho phép thực hiện phân quyền trong công việc kinh doanh của mình. Một công ty chi nhánh có thể mua những vật tư thông qua một công ty chi nhánh khác và cũng có thể đi mua ở một công ty bên ngoài nếu nó thấy có lợi hơn. Nói cách khác, mỗi cơ sở của Zaibatsu có quyền tự chủ kinh doanh và hoạt động vì lợi ích của chính mình. Sức ảnh hưởng của tứ đại Zaibatsu Nhật Bản. Được tạo dựng trên cơ sở vững chắc về kinh tế, chính trị, xã hội, truyền thống văn hóa lịch sử, Zaibatsu nhanh chóng xác lập vị trí quan trọng trong nền kinh tế Nhật Bản, trong đó lớn nhất là tứ đại tài phiệt. Tứ đại tài phiệt Shidai Zaibatsu theo thứ tự thời gian thành lập lần lượt là Sumitomo, Mitsui, Mitsubishi và Yasuda. Trong đó, Sumitomo và Mitsui đã bắt rễ từ thời Edo, còn Mitsubishi và Yasuda khởi phát từ cuộc cải cách Minh Trị. Kể từ thời Minh Trị cho đến Chiêu Hòa, chính phủ thường mượn sức mạnh tài chính và sự thông thạo nhạy bén của họ để phục vụ nhiều việc khác nhau, bao gồm thu thuế, trưng thu quân sự và ngoại thương. Các công ty này nắm giữ 25% tài sản của các tập đoàn Nhật Bản và hai trong số chúng nắm giữ 3/4 nguồn vốn đầu tư nước ngoài trong suốt thời kỳ đỉnh cao của chủ nghĩa đế quốc Nhật Bản. Kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ hai, hoạt động sản xuất những sản phẩm chủ chốt của 4 Zaibatsu chiếm một tỷ trọng khổng lồ, 51% số than, 69% lượng nhôm, 69% đầu máy xe lửa, 50% bột giấy, 88% natri hydroxit, 43% axit sulfuric,
60% tổng thị trường hàng hải. Trong số tứ đại Zaibatsu thời kỳ đầu, Sumitomo và Mitsui là những gia tộc có truyền thống kinh doanh lâu đời với những hoạt động thương mại bắt đầu từ thời Tokugawa. Còn Mitsubishi và Yasuda hình thành và phát triển trong những thuận lợi mà cuộc cải cách Minh trị mang lại. Vào cuối những năm 30 của thế kỷ 20, việc kiểm soát tài chính của Zaibatsu diễn ra với phạm vi rộng và có nhiều mức độ. Điều này được chứng minh bởi các ngân hàng Zaibatsu hoạt động như trung tâm thần kinh, chi phối hoạt động của các công ty cổ phần của họ. Năm 1944, khoản tiền cho vay của tứ đại Zaibatsu đã lên tới 74,9% số khoản vay so với tất cả các ngân hàng khác của Nhật Bản. Gia đình Mitsui chiếm 67,6% số tiền cho vay của ngân hàng Mitsui. Gia đình Iwasaki chiếm 43% của ngân hàng Mitsubishi. Gia đình Sumitomo chiếm 34,5% của ngân hàng Sumitomo. Và gia đình Yasuda chiếm 30% của ngân hàng Yasuda. Zaibatsu đóng một vai trò cực kỳ quan trọng trong các hoạt động kinh tế và công nghiệp trong lòng đế quốc Nhật và có ảnh hưởng lớn đến các chính sách đối nội và đối ngoại của Nhật. Chính đảng Rikensei Yukai được coi là phần mở rộng của tập đoàn Mitsui. Tập đoàn này cũng có mối quan hệ cực kỳ gần gũi với lục quân đế quốc Nhật Bản. Tương tự, đảng Riken Miseito có liên hệ với tập đoàn Mitsubishi cũng như với hải quân đế quốc Nhật Bản. Trước khi nổ ra Thế chiến thứ hai, chỉ riêng tứ đại Zaibatsu đã nắm giữ trên 30% ngành công nghiệp khai khoáng, hóa chất và kim loại của Nhật Bản và kiểm soát gần 50% thị trường thiết bị và máy móc, phần lớn đội thương thuyền Viễn Dương và 60% lượng giao dịch chứng khoán. Kết thúc năm 1945, tứ đại Zaibatsu đã kiểm soát hầu hết các ngành kinh tế quan trọng của Nhật Bản. Kết thúc năm tài chính 1945, các Zaibatsu này đã chiếm đến 24,1% tổng sản phẩm quốc dân. Sự tập trung một khối lượng lớn tư bản của các Zaibatsu nhờ vào các hoạt động đầu cơ và buôn bán vũ khí, phục vụ chiến tranh đã khiến cho 4 Zaibatsu này trở thành đối tượng đầu tiên và chủ yếu trong công cuộc dân chủ hóa nền kinh tế Nhật Bản của lực lượng đồng minh khi Chiến tranh Thế giới thứ hai kết thúc. Sumitomo, kẻ ngoài cuộc, trở thành người hùng tài chính. Masamoto Sumitomo, sinh năm 1585, mất năm 1652, khởi nghiệp từ việc bán dược phẩm và sách, được biết đến với tư cách là người sáng lập Sumitomo. Ban đầu, Sumitomo nổi tiếng với ngành luyện kim và buôn sợi, vải, đường, thuốc. Khai thác và luyện đồng chính là xương sống của đế chế Sumitomo thời đó. Chính sách duy tân thời Minh trị như một bệ phóng giúp họ phát triển thần tốc trong khoa học kỹ thuật, mở rộng ra ngành công nghiệp chế tạo, khai thác và bắt đầu lấn sân sang lĩnh vực ngân hàng kho bãi. Hoạt động đổi ngoại tệ Ryogaegyo đã biến Sumitomo trở thành tập đoàn tập trung vào hai hoạt động chính, công nghiệp khai thác sản xuất và hỗ trợ tài chính. Tuy nhiên, chiến tranh kết thúc, Sumitomo và các Zaibatsu khác bị Bộ Tổng Tư lệnh Tối cao Quân đồng minh GHQ và Chính phủ Nhật Bản giải thể. Đây là một bước ngoặt buộc tập đoàn phải cải tổ thành một Keiretsu, một tập đoàn các công ty con hoạt động dựa vào ngân hàng Sumitomo, sau này là tập đoàn ngân hàng Sumitomo Mitsui, SMBC và ràng buộc với nhau dưới hình thức sở hữu chéo. Năm 2001, SMBC ra đời dưới sự bắt tay của hai ông lớn Sumitomo và Mitsui. Một năm sau, SMBC thành lập một công ty cổ phần có tên Tập đoàn Tài chính Sumitomo Mitsui, SMFG, thông qua chuyển nhượng cổ phần. SMBC trở thành công ty con thuộc sở hữu của SMFG. Trong suốt gần 2 thập kỷ, bằng rất nhiều nỗ lực cải cách và đổi mới công nghệ, họ đã vượt qua rất nhiều đối thủ đi trước khác, trở thành tập đoàn dịch vụ, tài chính và ngân hàng đa quốc gia lớn thứ hai Nhật Bản. Năm 2012, tập đoàn đã thành lập nhóm nghiên cứu cải cách đầu tiên, nay gọi là Phòng Đổi mới Công nghệ Thông tin. Nhóm này có vai trò nghiên cứu phát triển các dịch vụ mới và tăng cường khả năng thương mại của chúng, kết hợp các công nghệ khác nhau trong 4 lĩnh vực trọng tâm, nâng cao trải nghiệm của khách hàng, phát triển các hoạt động kinh doanh mới, nâng cao năng suất và nâng cấp cơ sở hạ tầng quản lý. SMFG cũng hợp tác với công ty đầu tư mạo hiểm doanh nhân Hoa Kỳ Roundable Accelerator để thành lập một quỹ ủng hộ khởi nghiệp fintech. Đồng thời, họ cũng xác định hợp tác với cả các công ty khởi nghiệp fintech và các startup công nghệ. SMFG xác định, xác thực sinh trắc học và trí tuệ nhân tạo AI là hai lĩnh vực R&D có tiềm năng nhất trong việc cải thiện năng suất của nhân viên trên quy mô lớn. Họ hợp tác với Netcorp trong việc sử dụng công nghệ nhận dạng khuôn mặt để cung cấp các dịch vụ thanh toán an toàn, không tiền mặt và không thẻ tại các chi nhánh trong tương lai.
Dịch vụ này đã được thử nghiệm tại các quán ăn tự phục vụ tại trụ sở SMBC và giành giải thưởng METI tại triển lãm thương mại điện tử và công nghệ thông tin lớn nhất Nhật Bản CEATEC 2017. Vào năm 2014, SMBC đã trở thành ngân hàng Nhật Bản đầu tiên ứng dụng AI bằng cách sử dụng xử lý ngôn ngữ tự nhiên và học máy Machine Learning vào các hệ thống hỗ trợ nội bộ. Năm 2016, công nghệ này được mở rộng để hỗ trợ khách hàng doanh nghiệp. Song song với đó, tập đoàn bắt tay với NTT Communications Corp và Japan Advisor ra mắt một chatbot AI cho các khách hàng giao dịch chứng khoán. SMFG cũng đang hợp tác với Google để ứng dụng AI vào phát hiện gian lận thẻ tín dụng tại SMBC. SMBC và SMFG đã liên kết với SAS là một công ty phân tích dữ liệu và cung cấp phần mềm chống rửa tiền thông minh. Ngoài Nhật Bản, thì tập đoàn này còn liên kết với nhiều tập đoàn khác trong khu vực Đông Nam Á như là Indonesia, Việt Nam hay Campuchia để có thể phát triển dịch vụ kinh doanh bán lẻ và cung cấp nhiều giải pháp liên quan đến ngân hàng số dựa trên những công nghệ hiện có. Bạn đang xem video trên kênh Người Thành Công, kênh mới của team Người Nổi Tiếng. Đừng quên lại nhấn thích và chia sẻ video để ủng hộ nhóm nhé! Mitsui, ngân hàng tư nhân đầu tiên của Nhật Bản. Mitsui được thành lập bởi Mitsui Takatoshi, sinh năm 1622, mất năm 1694, là con trai thứ tư của một người bán hàng ở Matsusaka, mà bây giờ là quận Mie. Từ cửa hàng của mình, gọi là Echigoya, cha của Mitsui Takatoshi ban đầu bán miso và điều hành một cửa hàng kinh doanh cầm đồ. Sau đó gia đình mở một cửa hàng thứ hai tại Edo, bây giờ là Tokyo. Takatoshi chuyển đến Edo khi ông được 14 tuổi, sau đó bị anh trai đuổi trở lại Matsusaka. Takatoshi đợi 24 năm cho đến khi anh trai mất để có thể tiếp nhận các cửa hàng của gia đình. Ông mở một chi nhánh bán kimono vào năm 1673 ở Nihonbashi, một quận ở trung tâm của Edo. Một thập niên sau đó, Mitsui bắt đầu cho vay và gửi tiền nên trở thành Ryogae hay ngân hàng cho các thương gia. Ngày 1 tháng 7 năm 1876, ngân hàng Mitsui, ngân hàng tư nhân đầu tiên của Nhật Bản, được thành lập và trở thành công ty mẹ của Zaibatsu Mitsui từ năm 1876. Trong những năm đầu thế kỷ 20, Mitsui là một trong những Zaibatsu lớn nhất, hoạt động trong nhiều lĩnh vực, chi phối hoạt động kinh doanh qua 3 công ty, ngân hàng Mitsui, Mitsui Ginko, công ty thương mại Mitsui, Mitsui Busan và công ty khai khoáng Mitsui, Mitsui Kozan. Năm 1947-1948, tư lệnh tối cao Allied Powers ép chính phủ Nhật Bản dỡ bỏ 10 tập đoàn Zaibatsu lớn nhất, bao gồm Mitsui. Tập đoàn Mitsui bây giờ chia thành nhiều công ty riêng biệt, tổ chức lại như một liên minh ngang của các công ty độc lập trong những năm 1950 khi sự chiếm đóng Nhật Bản đã kết thúc và một số công ty nhỏ hơn đã được phép tái liên hiệp. Các công ty trung tâm trong các Keiretsu trở thành ngân hàng Mitsui và Mitsui & Co. Mitsui tụt hơi sau các đối thủ là Mitsubishi và Sumitomo Group khi tổ chức lại. Mitsui Bank, trụ cột và nguồn cung cấp vốn chủ yếu của nhóm, giảm quy mô do sự sụp đổ của Ngân hàng Hoàng gia Nhật Bản, dẫn đến giảm sự gắn kết của các tập đoàn. Nhiều công ty đã từng là một phần của tập đoàn Mitsui đã độc lập và gắn với các tập đoàn khác, cụ thể là Toshiba, Toyota Motors và Suntory. Mitsubishi khởi đầu với 3 chiếc tàu biển. Yataro Iwasaki, sinh năm 1834, mất năm 1885, xuất thân từ thành phố Kochi trên đảo Shikoku, nơi cư ngụ của gia tộc Tosa quyền lực. Ông làm việc cho gia tộc này và chứng tỏ tài năng trong việc quản lý hoạt động kinh doanh của họ tại Osaka. Năm 1870, ông thành lập công ty vận tải biển của riêng mình mang tên Tsukumo Shokai với 3 con tàu hơi nước được thuê từ gia tộc này. Đây chính là bước khởi đầu của tập đoàn Mitsubishi. Tên công ty mới được đổi thành Mitsukawa Shokai vào năm 1872 và Mitsubishi Shokai vào năm 1874. Yataro thể hiện lòng yêu nước công khai vào năm 1874 bằng việc cung cấp tàu để chở quân đội Nhật Bản sang Đài Loan. Chính phủ ghi nhận công lao này và thưởng cho ông 30 chiếc tàu. Yataro đổi tên công ty thành Mitsubishi Mail Steamship vào năm 1875, khi công ty thừa hưởng nhân viên và cơ sở vật chất từ một dịch vụ bưu chính bị chính phủ giải thể. Công ty chuyển sang lĩnh vực khai thác than vào năm 1881 sau khi mua mỏ than Takashima và đảo Hashima năm 1890, sử dụng sản phẩm làm nguyên liệu cho đội tàu thủy hơi nước.
công ty cũng bắt đầu đa dạng hóa kinh doanh sang các lĩnh vực đóng tàu, bảo hiểm, xếp gỡ hàng và thương mại. Sau này, sự đa dạng hóa được tiếp tục với việc Mitsubishi thâm nhập thêm vào các lĩnh vực khác như sản xuất giấy, thép, thủy tinh, hàng điện tử, tàu sân bay, khai thác dầu mỏ và bất động sản. Khi Mitsubishi xây dựng thành một nghiệp đoàn lớn, nó đóng vai trò quan trọng trong quá trình hiện đại hóa công nghiệp Nhật Bản. Trong suốt Chiến tranh Thế giới thứ hai, Mitsubishi sản xuất tàu sân bay và máy bay chiến đấu dưới sự chỉ đạo của kỹ sư hàng không Jiro Horikoshi. Mitsubishi Zero là máy bay tiêm kích chủ lực hoạt động trên tàu sân bay. Nó được các phi công của Hải quân Đế quốc Nhật Bản sử dụng trong trận đánh Trân Châu Cảng ngày 7 tháng 12 năm 1941 và trong rất nhiều lần khác, bao gồm cả các cuộc tấn công cảm tử thần phong. Sau chiến tranh, lực lượng chiếm đóng của quân đồng minh yêu cầu giải thể các tập đoàn công nghiệp lớn của Nhật Bản. Trụ sở của Mitsubishi giải thể vào ngày 30 tháng 9 năm 1946 và nhiều công ty Mitsubishi chia thành các doanh nghiệp nhỏ hơn. Nhánh kinh doanh chia thành 139 công ty. Mitsubishi Heavy Industries tách thành 3 công ty công nghiệp, Mitsubishi Motors, nhà sản xuất ô tô, Mitsubishi Atomic Industry, một công ty năng lượng nguyên tử, và Mitsubishi Chemical Holdings, công ty hóa chất lớn nhất Nhật Bản. Mitsubishi tham gia vào quá trình phát triển kinh tế chưa từng có của Nhật trong thập niên 1950 và 1960 khi Nhật Bản phát triển những ngành công nghiệp năng lượng và nguyên liệu. Mitsubishi đã lập ra các công ty Mitsubishi Petrochemical, Mitsubishi Atomic Power Industries, Mitsubishi Liquefied Petroleum Gas và Mitsubishi Petroleum Development. Mitsubishi tiếp tục phát triển các công nghệ mới trong các lĩnh vực khác như phát triển không gian, hàng không, phát triển đại dương, công nghệ thông tin, máy tính và chất bán dẫn. Các công ty của Mitsubishi cũng tham gia vào các lĩnh vực hàng hóa tiêu dùng và dịch vụ. Yasuda, mầm mống của đế chế tài chính hàng đầu thế giới. Yasuda Zenjiro, sinh năm 1838, mất năm 1921, là con trai của một samurai nghèo ở tỉnh Echo. Năm 1863, ông bắt đầu cung cấp dịch vụ nông nghiệp thuế cho mạc phủ Tokugawa. Sau khi Minh trị phục hồi, ông đã cung cấp các dịch vụ tương tự cho chính phủ Meiji mới. Yasuda thu lợi từ sự chậm trễ giữa việc thu thuế và chuyển tiếp cho chính phủ. Ông phóng đại khối tài sản của mình bằng cách mua lại tiền giấy Meiji mất giá, sau đó đổi lấy vàng. Yasuda là một trong những nhà tài chính giỏi nhất mà Nhật Bản từng có. Tuy nhiên, ông không thích phiêu lưu và hầu như không mở rộng kinh doanh ngoài tài chính. Hầu hết các nhà công nghiệp liên kết với Yasuda thực chất đều xuất phát từ Asano Soichiro, người sáng lập Asana Zabatsu, người mà Yasuda tin tưởng và cung cấp các khoản vay. Do đó, chúng thuộc về Asano Zabatsu và chỉ liên kết với Yasuda Zabatsu. Yasuda đã giúp thành lập Ngân hàng Quốc gia thứ 3 vào năm 1876. Sau đó, vào năm 1880, Yasuda đã thành lập Ngân hàng Yasuda và Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Yasuda. Sau này sáp nhập để thành lập Bảo hiểm Nhân thọ Meiji Yasuda. Năm 1893, Yasuda Zaibatsu thu mua Công ty Bảo hiểm Hỏa hoạn Tokyo, đổi tên thành Công ty Bảo hiểm Hàng hải và Lửa Yasuda. Nay là Bảo hiểm Sompo Nhật Bản. Ngân hàng Yasuda sau này đổi tên thành Ngân hàng Fuji, một trong những ngân hàng lớn của Nhật Bản trong thời kỳ Thế chiến thứ hai. Nó kết hợp với Ngân hàng Daiichi Kangyo và Ngân hàng Công nghiệp Nhật Bản vào năm 2000 để thành lập tập đoàn tài chính Mizuho. Mizuho hiện là một trong những tổ chức tài chính lớn nhất thế giới, cung cấp các dịch vụ và chiến lược toàn diện ở nhiều lĩnh vực như ngân hàng, chứng khoán, tín dụng hay đầu tư mạo hiểm. Hiện tại Mizuho đang hoạt động rộng khắp với hơn 120 văn phòng ở các khu vực như châu Âu, Bắc, Nam Mỹ, Trung Đông và Đông Nam Á. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Thành Công. Đừng quên là hãy nhấn nút đăng ký và xem thêm những video mới để ủng hộ nhóm nhé.